Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, mình có gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 5.000 tập cần có kỳ hiệu là DB. Tập cần này ở đây nó đã phân phối nha các bạn, nhưng nó không có trên YouTube Wallet. Bạn nào có làm dự án này thì các bạn click chiếc phần link mô tả của mình, các bạn copy con chắc của tập cần này các bạn. Rồi sau khi các bạn copy con chắc xong, các bạn nhấp vào ba dấu gạch này các bạn. Nó trên cùng nghe đấy các bạn. Các bạn bắt con chắc của nó vào. Các bạn dán vào. Rồi các bạn sẽ bấm nút mở ra nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ nhận được 5.000 tóc cần có hiệu DB đi bạn. Tóc cần này nó là, mình không biết nó lý sàn Uniwap cho mình qua kiểm tra cho tất cả các bạn xem luôn nha mà. Khoan các bạn chờ xíu nha các bạn. Được thì mình xả luôn, không được thì để đó nha các bạn. Bằng giá bằng 0 chấm, swap qua 0.002 ETH các bạn, giá khá là cao nha các bạn. Nhưng hiện tại trên ví mình chưa có địa chỉ, mình có Figa nên mình không có hướng dẫn các bạn bán được nha các bạn. Bạn nào muốn xả thì xả nha các bạn. Cần một có một cái Figa ETH các bạn bấm vào một DailyB nha các bạn, rồi bạn chuyển cho nó một số Figa thì nó sẽ tự động swap qua ETH cho tất cả bạn mà. Thì cái này nữa mình chờ giá cao mình sẽ làm sao nữa nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Giá khá là cao ạ.